ngày 6 tháng 12, Đại tá Trần Văn Xuân, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thành phố Tam Kỳ đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt do thực hiện vụ cướp tiền của nhân viên cây xăng trên địa bàn huyện Bắc Trà My vừa qua. Theo đó, rạng sáng ngày 6 tháng 12, các trinh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy trên lưu thông trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ nên tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên qua làm việc, người này cho biết sáng hôm qua ông không dùng xe này mà cho người khác mượn và người đó hiện đang ngủ trong nhà của ông. Các trinh sát đã ập vào nhà bắt giữ được Vũ Viết Hải, quê xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trước đó, lúc 19 giờ 40 phút ngày 26 tháng 11, một đối tượng đi xe máy, mặc áo mưa đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh. Khi nhân viên cây xăng đang đổ xăng vào xe, lợi dụng sơ hở, đối tượng sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kề vào cổ nhân viên cây xăng, yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy hơn 15,6 triệu đồng, đối tượng rồ ga bỏ chạy.